Xin chào các bạn. Hôm nay một chị học viên thì lại nhắn tin cho tôi và trình bày một vấn đề là chị có hai bảng, một bảng là detail table chính là bảng sản phẩm, một bảng là tiêu chuẩn vật liệu. Thì hai bảng này được nối với nhau bằng một cột ref ở đây và tên vật liệu ở đây. Vậy thì chị mong muốn là khi mà vào bảng detail table này thì sẽ nhìn thấy các cái tiêu chuẩn vật liệu ở đây. Nhưng mà thực tế thì không thấy cái gì cả. Trong khi trên dữ liệu thì đều có tên của vật liệu hết. Đúng không ạ? Vậy thì nguyên nhân là gì? Nguyên nhân đó là ở bảng này, ở bảng detail table này thì cột ID là key. Đúng không ạ? Bảng tiêu chuẩn vật liệu này nó rep đến bảng detail table. Vậy thì nó sẽ phải nối với key của bảng detail table chứ không phải là nối với cái bảng mã sản phẩm này. Bởi vì trên app thì chúng ta đang có chọn cái ID này bằng key. Nếu như chúng ta chọn bằng mã sản phẩm thì nó lại là chuyện khác các bạn nhé. Nên là trên này nó không hiện. Vậy bây giờ hai cách để nó hiện làm nào? Cái thứ nhất là chuyển cái ID này về mã này. Rồi giờ lót vào hiện ngay. Chưa có mã nào khớp nhỉ? Lót lại này. Tiêu chuẩn vật liệu này xem nào, ở bên này có một cái nào khớp không? Ồ, cũng chưa có luôn. Đây là do nhập chưa hết thông tin vào. Đây, tôi thử copy cái VP1 này sang đây nhé. VP1 đi sang đây. Chúng ta sẽ vào cái mã VP1. VP1 là mã nào? Mã này. Đấy, thì nó hiện ra 6 cái nguyên liệu con ngay ở đây. Đấy, thì đấy là cách 1. Cái cách 2 thì làm nào? Cách 2 chúng ta vẫn cách 1 này nó có một cái nhược điểm này là cái mã sản phẩm đấy. Trên này các bạn không thể nào chỉnh sửa được đâu nhé. Đây này. Mã đây này, các bạn nhìn thấy này, cái này không chỉnh sửa được. Bởi vì trong thực tế nó sẽ có trường hợp đó là có những cái sản phẩm ấy, về mình chưa đặt được mã nhưng cứ phải nhập vào kho để làm phiếu nhập xuất kho đúng không? Sau đấy thì mới sinh ra mã sau, mà làm thế này thì hỏng hết đúng không? Vậy thì chúng ta vẫn sẽ phải bằng cách nói thêm nó cột ID là mã. Thì sau này cái mã sản phẩm chúng ta vẫn sửa được. Đây, thì cái mã sản phẩm thì chúng ta vẫn sửa được. Còn trên app thì chúng ta sẽ phải nối hết với nhau bằng cái ID này. Đấy. Đấy, thì ở đây nó vẫn hiện. Đó, nhưng mà trên app thì nó sẽ hơi khó hiểu. Ở đây nó là ID 1. Vậy thì muốn hiện được đúng cái mã này thì bằng cách nào? Các bạn phải thêm một cột phụ nữa nhé. Đây là mã nguyên liệu này. Đó, sau đó thì chúng ta mới dò cái nguyên liệu, cái mã này bỏ vào đây. Thì khi mà nhìn dữ liệu trên Google Sheet vẫn có thể nhìn được. Đó, thì đó là cách mà xử lý cái lỗi mà rất nhiều người mới sẽ không biết cái vấn đề này. Đó, thì nếu các bạn còn câu hỏi gì nữa thì tham gia khóa học và đặt những câu hỏi để tôi có thể giải đáp cho các bạn một cách trực quan nhất bằng video hướng dẫn các bạn nhé. Bất cứ vấn đề nào trong AppSheet. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.